Các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với tập 2 của giờ phiêu lưu đấy. Nghe tên hay không? Qua hay. Chủ đề của hôm nay sẽ là một vấn đề cực kỳ là vấn đề. Đấy. Đấy là mình vừa mới phát hiện ra một ngôi làng nằm ngay cạnh một cái tháp của Pilaser đấy. Các bạn thấy chưa? Ngay ở xa kìa. À. Ok. Và bây giờ mình quyết định mình sẽ đi đến rồi. Đấu với bọn đấy. Nhưng mà đấu tay không thì chắc chắn là điều không thể rồi. Mình không thể nào thắng được. Vì vậy nên mình quyết định là mình sẽ đấu kiểu sẽ đấu theo kiểu là nhử từng đứa một đấy. Nghe chiến thuật quá đỉnh luôn đúng không? Ủa thôi phòng riêu rồi, mình sẽ đi quật nhau với bọn Pilaser. Kìa, đá đâu? Kìa, đá của tao đâu? Đây rồi. Xong rồi mình sẽ làm một cái rìu đá để đi uống nhau bọn đấy. Ok. Cái rìu. Rồi. Thay cho cái stick. Đâu nhỉ? Kìa. Được rồi, mình sẽ dùng chiến thuật mới của mình. Đầu tiên là tiếp cận này. Sao không thấy bóng dáng đứa nào nhỉ? Đi đâu hết rồi? Kìa, ông dân làng vẫn còn nhởn nhơ kìa. Không có ai à? Đúng không? Có đúng không? Không có ai không? À, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Từ từ tiếp cận thế nào. Mình vừa thấy một con cầm cờ. Ai thấy không? Đấy, đấy. Còn đúng một con cầm cờ thôi. Xem nào. Đúng rồi. Hết hồn. Thôi từ từ. Tối rồi, đi ngủ á. Đánh nhau để mai. Để mai nhá, đi ngủ đã. Đi đánh nhau này. Ui, không phải một con đâu mà là hai con, ba con. Ui. Thế thằng Golem đâu? Lạc quá. Ok, lạc thế. Phải ngay lập tức giải cứu thằng Golem này. Đi ra, chui ra. Chui ra. Chui ra. Chui ra. Đúng rồi, chui ra. Đi ra. Đúng rồi, đúng rồi. Giải cứu cô đấy. Ui, hai con luôn. Đấy. Bây giờ là việc của chúng nó. Đấy, mình chỉ ngồi chơi thôi. Mình có nhặt được cái gì không? Như cái xin nổi chẳng hạn. Nãy đẹp phần kia. Chả có gì. Từ đợi mình đi. Vứt tre đi. Lúa cũng không cần.
xem nào. Cái này không cần, cái này không cần. Hoa không cần. Xương rồng không cần. Xem nào có gì đâu. Chắc không. Bây giờ mình sẽ đi với nhau tụi này. Đằng kia còn cái lồng nữa, con golem đâu. Ra cứu nốt. Hình như tất cả bị dồn vào một cái lồng rồi bạn ạ. Ai à. Được lắm. Ấy à. Ghê thường cái nỏ. Đổi nó cho cái da đi. Da chán em gì. Xịn nhá, lên sẵn đạn này. Ơ kìa. Rồi, có mũi tên rồi. Chai chuồn, ok ạ, bắn đau thế, ok ạ. Đi ra đây. Con golem này mày không làm gì à? Ok ạ. Có vẻ như là nó chỉ nhử con kia đến. Có cái dây ở đây không? Có cái dây ở đây không? Cái dây làm như thế nào? Ok kìa. À đây rồi. Có gì hỗ trợ không? Hỗ trợ em cô lệ. Hỗ trợ em cô lệ. Hay à. Rốt không chịu được. Ơ kìa. Lạ quá. Ơ kìa. Lạc thế. Được rồi. Nào lại đây. Lại đây. Đúng rồi, lại đây, lại đây. Lại đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lát thế. Ơ kìa. Cái gì ấy? Cái gì vừa xảy ra nhỉ? Ok. Còn đứa nào nữa? Chắc chúng nó trên nóc nhà. Thắng lại. Ok ạ. Có thế nhỉ. Đi ô khác. Qua. Lên sẵn đạn. Mưa to thế. Chắc là vẫn chưa hết đâu. Những con này có tự spawn ra trong cái nhà của chúng nó nhỉ? Tôi là mình đập cục đá thôi chắc. Mấy con golem đâu rồi? À. Xem nào trên kia con nào mình đập luôn. Trong kia sao? Không thấy gì. Từ. Không, không thấy gì. Có con gì không? Không, không thấy gì. À, con này cầm cờ. Mình không đập vào được. Đập nó là ngay lập tức có cái hiệu ứng. Đấy, để con golem đập không dính hiệu ứng. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Đi vào đây. Hết chưa?
chắc hết rồi. Xem nào. Lấy block bắt vào đi. Mình sẽ đi vào. Ủa, từ từ các bạn chờ tí chỉnh cái nghe. Rồi. Xong rồi, hốt được cái nỏ và cả đống mũi tên. Ok, hẹn gặp lại các bạn ngày mai hoặc ngày kia hoặc ngày kia, hoặc là bất cứ khi nào mình rảnh nhá. Mình nghỉ đây. Bye.